Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với đài NPR Channel được phát đi từ thủ đô Washington DC, cũng như quý vị có thể theo dõi live trên trang YouTube và Facebook của đài NV Radio và qua mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co. Và Lê Ngọc đã có anh Việt Linh. Lê Ngọc xin chào anh Việt Linh. Việt Linh xin chào quý vị thính giả, xin chào cô Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, và trước tiên thì Lê Ngọc gửi đến cho quý vị một cái bản tin liên quan đến rất nhiều những nhân viên của Tòa Bạch Ốc, phải nói rằng là một làn sóng thưa quý vị, ở mọi cấp bậc đã bắt đầu lên kế hoạch họ phải rời khỏi Tòa Bạch Ốc khi mà ngày chính, thưa quý vị, rất nhiều những phụ tá của chính Tổng thống Donald Trump ngày càng nhiều, họ đã bắt đầu từ bỏ nhiệm vụ để mà phụ giúp hay là theo cái vấn đề chiến dịch kiện cáo, chiến dịch pháp lý của ông Donald Trump để có thể lật ngược được kết quả cuộc bầu cử, vì họ đã biết cái thực tế đã có cái câu trả lời của họ. Thì những cái nguồn tin này, thưa quý vị, ở ngay cả trong và ngoài Tòa Bạch Ốc thì có rất nhiều những cái lý do cho cái việc rời đi của các nhân viên ở Tòa Bạch Ốc, từ nhu cầu khẩn cấp về việc làm cho chính họ, chính gia đình họ, đến việc không đồng tình với cuộc chiến pháp lý liên quan đến kết quả bầu cử mà chính ông Donald Trump đang cố tình kêu gào để mà theo đuổi, thưa quý vị. Và cái bản tin mà quý vị còn nhớ là anh Đinh Quang, anh Thái vừa mới nói đến, đó là bà Kellyanne Conway. Tuy rằng bà này là cựu cố vấn cho Tổng thống Donald Trump, nhưng mà trước đây thì quý vị biết là bà binh ông Donald Trump như thế nào. Thì trong ngày hôm qua thôi, bà đã phải thừa nhận là ông Joe Biden là người chiến thắng trong cái cuộc đua tổng thống, bầu cử tổng thống năm nay, năm 2020, trong một cái cuộc phỏng vấn mà bà đã trả lời ngay trong ngày hôm qua. Thì bà đã nói như thế nào, thưa quý vị, nếu mà tất cả quý vị nhìn vào tổng số phiếu bầu, tức là population vote, trong cái cuộc kiểm phiếu và ngay cả phiếu của đại cử tri đoàn, thì liên danh Joe Biden và Kamala Harris, họ đã thắng và họ sẽ thắng thế, thưa quý vị. Thì đó là những cái điều mà thật sự, thưa quý vị, dù rằng là quý vị ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump hay không, nhưng mà cái thực tế và cái sự thật và tất cả những gì quý vị thấy, hơn 50 vụ kiện của chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump thì hầu như đều đã thất bại. Từ giờ cho tới ngày 14 tháng 2 thì cái thực tế nó lại càng chứng minh cho cái chiến thắng của ông Joe Biden. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta vẫn thấy tiếp tục vẫn còn có quá nhiều những cái tin không trung thực gửi đến để mà tạo sự chia rẽ và tạo đến gọi là một cái suy nghĩ, một cái nhận xét nó vô cùng, nhiều khi người ta nói rằng là vô cùng ấu trĩ, thưa quý vị, không có để ý. Và chỉ vì tất cả những người ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump không chịu chấp nhận, vì họ luôn tuyên bố và họ luôn nghĩ rằng là ông Donald Trump sẽ chiến thắng. Cái vấn đề thắng hay thua vẫn là một sự việc bình thường. Quý vị nhớ vào năm 2016, ngay cả chính gia đình của ông Donald Trump không nghĩ là ông sẽ thắng. Vào giây phút cuối, khi vừa mới được truyền thông, cũng là truyền thông thông báo, thưa quý vị, thì ngay lập tức ông Donald Trump, ứng cử viên Donald Trump đã lên để mà mừng cái chiến thắng của chính ông. Thì cái điều này chúng ta thấy nó đâu có gì khác lạ trong năm nay, năm 2020. Thì trở lại với anh Việt Linh, anh ghi nhận như thế nào với tất cả những cái tin tức hiện nay, những tin tức giả, fake news mà ngay chính cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta nhận được, hay là ở cả trên khắp nước, ở trên thế giới, thưa anh? Vâng, kính thưa quý vị thính giả, nói đến tin giả thì ai ai cũng đều nghĩ đến người Việt Nam. Không sai. Đích thị là gia vàng thượng đẳng hải ngoại và gia vàng thượng đẳng quốc nội, với chiến thuật song kiếm hợp bích, đã tấn công mạnh mẽ vào hệ thống truyền thông chính thống. Và cứ hàng ngày thì đều cho ra những thứ tin rác rưởi, bẩn thỉu. Chỉ nghe đến những cái tựa đề thôi là tôi đã thấy hơi lộn giọng và ngu không thể tả. Đây không phải là từ của tôi, mà là từ của luật sư Duyên, nhưng rất chính xác 101%. Khi nói đến thành phần cuồng tin giả người Việt Nam tại Mỹ và trong nước, tình trạng bùng nổ tin giả mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Trong 4 năm mà Donald Trump làm tổng thống,
thì tin giả bắt đầu sinh sôi, nảy nở khắp hang cùng ngõ hẻm ở Việt Nam và các tiểu bang có đông người Việt cư ngụ tại Hoa Kỳ. Nói đơn giản hơn cho dễ hiểu, ở đâu có người Việt mình đông là ở đó có những anh bảy chị tám, là có tin giả, là có tin đồn thất thiệt, tin giật gân, tin chấn động. Donald Trump, ngoài chức vụ tổng thống trên Twitter, còn là một chủ nông trại chính hiệu, chuyên đi rải phân trên những cánh đồng hoang để gieo những mầm mống nuôi những loại cây độc hại nhằm gây chia rẽ, xào xáo, tạo tin thất thiệt, thuyết âm mưu đủ cả. Và một số người Việt là những người nông dân tình nguyện làm không công cho Trump, tưới nước, nhổ sâu, thu hoạch và phân phát khắp nơi cho một số người Việt trong cũng như ngoài nước. Cứ hàng ngày là ngồi chờ tin giả được đem đến giống như những bệnh nhân nghiện xì ke, đến giờ chờ y tá đến phát thuốc, uống xong thì lại phê, đê mê lờ đờ, rồi lên giường nằm tiếp, rồi lại chờ đến ngày mai, đến hẹn lại lên, lại bò ra nhận thuốc rồi lại phê tiếp. Đây chính là những sinh hoạt thường ngày trong cuộc sống của những người cuồng Trump và cuồng tin giả. Kính thưa quý vị, tin giả thường nằm sâu trong các trang mạng xã hội, được người dùng ưa thích là bởi vì các lý do. Thứ nhất, đó là môi trường ảo. Cả người sản xuất thông tin lẫn người tiêu thụ thông tin này đều có thể ẩn bằng một nickname nào đó hay một avatar bất kỳ, nên rất khó phát hiện đâu là tác giả thật của tin tức giả. Thứ hai là tốc độ phát tán thông tin giả này gần như tự động theo cấp số nhân, vượt qua mọi rào cản thông thường. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc một máy tính có internet thì ai cũng có thể trở thành nhà truyền thông, làm người sản xuất tin giả. Và thứ ba là thông tin được đưa ra nhưng sẽ không bị bất cứ ai, giới chức hay công ty nào kiểm duyệt. Người đưa tin tức giả thỏa sức múa gậy vườn hoang. Và thứ tư, người dùng có thể chỉnh sửa, tháo gỡ nội dung của mình đăng tải xuống một cách dễ dàng, và người làm tin tức giả xóa dấu vết của mình một cách mau chóng. Sau khi tin tức đã được loan truyền đến với hàng triệu người, thì chủ sở hữu của những trang loan tin giả đầu tiên chỉ việc đóng trang mạng xã hội vĩnh viễn, rồi bắt đầu đăng ký dưới một cái tên hoàn toàn mới để tiếp tục phát tán, tiếp tục tin giả mới. Đây chính là những con rắn độc trên mạng xã hội, công khai phun nọc độc vào xã hội và người dùng trên mạng Internet. Đây chính là một trong những mặt trái xấu xa và dễ thấy nhất của những trang mạng xã hội, và điều đặc biệt dễ nhận thấy nhất trong thời gian qua, đó chính là tất cả những loại tin giả này được tạo ra với mục đích chủ yếu là để ủng hộ Donald Trump. Nên tôi nghĩ cái tên đúng và chính xác nhất mà tất cả mọi người nên dùng kể từ bây giờ trở đi khi nói đến những thứ tin giả này, đó là tên gọi Trump News, chính xác 100%. Một thí dụ, khi nói đến sự phóng đại, thêm bớt, thì tôi xin kể cho quý vị nghe về con số những cử tri đã bầu cho Trump trong đợt bầu cử vừa qua. Đến tính đến sáng hôm nay thì chính xác là 74.122.580 người. Nhưng cái đài truyền thông Việt cùng Trump thì lúc nào cũng hào phóng, rộng rãi khi luôn nói là Trump có được 75 triệu người ủng hộ. Quý vị thấy không? Đến những con số rõ ràng như vậy mà họ cũng nói láo, nói thêm cho nó nhiều. Nhưng mà tôi quên, có lẽ ý của họ sâu xa hơn tôi tưởng. Là điều mà tôi đã không nghĩ đến, đó là họ có gần 1 triệu con rùa nhặng dòi bỏ, luôn luôn sẵn sàng là đội quân tiền hô hậu ủng mỗi khi mà họ đi ra đường cầu an cầu nguyện cho ngài Donald Trump. Trong mấy bài trước, khi nói đến con số cử tri bầu cho ông Joe Biden, tôi có nhắc đến con số tượng trưng là 80 triệu. Tôi đâu cần thiết phải nổ thêm là 81 triệu
trong khi thực tế lúc đó là 80.600.000. Nhưng hôm nay thì khác rồi. Khoảng cách tổng số cử tri đã bầu cho ông Joe Biden và Donald Trump đã lên con số cách biệt hơn 7 triệu người, chứ không còn là con số 6 triệu như tuần trước. Ông Biden hiện nay đã được 81.255.933 người ủng hộ. Con số cách biệt ngày càng tăng cao hơn, khoảng cách càng xa hơn. Và Trump chỉ có 74.196.153. Vậy mà cả Trump lẫn những người ủng hộ Trump cứ luôn miệng hò hét Trump đã thắng lớn. Hết ý. Từ hôm nay, kính thưa quý vị, tôi sẽ tìm hiểu để gửi đến quý vị những tin thật, dẫn chứng thật nhằm đấu lại với lại những loại tin giả, không kiểm chứng, ngụy tạo hay từ những thuyết âm mưu của những người da vàng thượng đẳng, hải ngoại và quốc nội của Trump. Khi mà quý vị xem trên trang YouTube, cũng thấy hàng hà xa số những loại Trump News ngày càng lan rộng hơn với đủ thể loại tạp nhạc, bệnh hoạn, vu khống, dựng chuyện khoảng vài tháng trước cuộc bầu cử kéo dài đến tận ngày hôm nay. Nào là Barack Obama vừa bị FBI còng tay đưa về Washington DC, Joe Biden xa lưới pháp luật, Quốc hội họp khẩn cấp để tước bỏ tư cách ứng cử viên tổng thống của Joe Biden, FBI vào cuộc giúp Trump, quân đội Mỹ và 75 triệu cử tri sẵn sàng chiến đấu vì nước Mỹ, tổng thống Trump và quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn cho kết quả của cuộc bầu cử, lời tuyên bố của Bill Barr là fake news. Nhưng có lẽ tin đáng để nói nhất chính là chuyện mà tin giả bị tin giả lừa hay là gậy ông đập lưng ông, qua cái tin mà một đài truyền thông Việt ở Virginia có cái video có cái tên là 5 lính Mỹ đã hy sinh khi tấn công vào máy chủ do CIA bảo vệ, xuất bản vào ngày 29 tháng 11 năm 2020 trên YouTube. Và sau đó 2 ngày họ lại tung ra thêm một video có liên quan để xác nhận thêm tin giả này là thật, với cái tựa đề cựu trung tướng McEnany xác nhận vụ 5 binh sĩ hy sinh để lấy được máy chủ là thật. Mà cái YouTube channel của Trump này dùng làm tựa đề cho video của ngày 20 tháng 12 năm 2020. Kính thưa quý vị, tin giả loan truyền trên mạng xã hội kể rằng có một cựu trung tướng từng phục vụ trong không quân của Mỹ, Thomas McEnany, đã nói rằng những binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đã tấn công một cơ sở của CIA ở Đức để thu thập bằng chứng về việc phiếu bầu cho ông Tổng thống Donald Trump bị đổi thành phiếu bầu cho ông Joe Biden. Và tin này cũng cho biết là ông cựu trung tướng đã tiết lộ có 5 binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng trong khi đấu súng với CIA ở Frankfurt, nước Đức. Cái đài truyền thông Việt ở Virginia chọc được cái tin giả này quá đã. Cái đài truyền thông mang tên vua chúa này lập tức cho ra ngay trong ngày cái video có tựa đề 5 lính Mỹ hy sinh khi tấn công vào máy chủ do CIA bảo vệ, và bắt đầu mổ xẻ tin tức để khiến cho những người ủng hộ tin rằng đây là những binh sĩ Mỹ đã anh dũng hy sinh vì Trump để lấy lại công bằng và chiến thắng cho Trump. Tôi nghĩ chắc cái đài truyền thông cùng Trump này đang hí hửng vui mừng vì đã lập công dâng lên ngài Trump của họ đây. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Quý vị có biết không, cả quân đội Mỹ và Bộ Chỉ huy hoạt động đặc biệt thuộc Bộ Quốc phòng, gọi tắt là USASOC, đều lên tiếng khẳng định không có chuyện như vậy xảy ra. Theo tờ Military Times và báo của nước Đức cũng khẳng định không hề có chuyện đó xảy ra trên đất Đức. Phát ngôn viên của USASOC đã khẳng định lần gần đây nhất có binh sĩ đặc nhiệm Mỹ bị thiệt mạng là ở Afghanistan trong tháng 2. Và đó là một thuyết âm mưu, thông tin sai sự thật. Còn vấn đề 5 binh sĩ đặc nhiệm Mỹ bị thiệt mạng thì tin này chính xác, không sai. Nhưng có điều đây chính là tên và hình ảnh của 5 binh sĩ đặc nhiệm đã hy sinh trong một vụ rớt máy bay trực thăng tại Ai Cập ngày 12 tháng 11 năm 2020.
Đây là một máy bay trực thăng của MFO do Mỹ dẫn đầu hoạt động tại bán đảo Sinai ở Ai Cập, bị rơi gần thị trấn nghỉ mát Sam El Saik. Vụ rơi này có 7 người chết, một người Pháp và một người Czech. 5 người còn lại đã tử vong. Nhưng sau đó đã được bọn làm tin giả biến phép cho sống lại để bay sang Đức đột kích vào trụ sở của CIA nhằm lập công dâng lên ngài Tổng thống Donald Trump. Quý vị thấy không? Tin giả nó như vậy đó. Nói đến đây thì tôi lại nhớ đến ông phó thống đốc của tiểu bang Texas, Dan Patrick. Ông đã thông báo đến người dân Texas với giải thưởng lên đến 1 triệu Mỹ Kim cho bất cứ ai cung cấp thông tin gian lận bầu cử. Thông báo được đưa ra từ ngày 11 tây tháng 11, mà cho đến nay đã hơn 3 tuần rồi, vẫn chưa có ai đến nhận lệnh. Không thấy ông hay bà nào thuộc nhóm mà da vàng thượng đẳng ở Texas ra để thành thật khai báo có gian lận bầu cử, để có thể ẩm được 1 triệu đô rồi bay về Việt Nam dưỡng già. Chưa thấy ai ra hết. Rồi đến tin Facebook gỡ chức danh tổng thống đắc cử của Joe Biden. Những người ủng hộ Trump đã từng háo hức và khoái trá để chia sẻ nguồn tin rằng Facebook đã gỡ bỏ danh xưng tổng thống đắc cử khỏi trang Facebook của ông Joe Biden và thay bằng cái tên khác, thượng nghị sĩ, phó tổng thống, ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Và bản tin giả này đến từ đâu? Thưa quý vị, nó bắt nguồn từ một cái tweet của ông Chuck Colesto, người tranh cử thất bại ghế hạ viện ở Florida. Bản tin giả có tựa đề: Facebook đã gỡ danh xưng tổng thống đắc cử khỏi trang Facebook của Joe Biden và chỉ xem Joe Biden là chính trị gia. Tuy nhiên, bộ phận kiểm tin của tờ USA Today cùng một số hãng tin lớn như Reuters, AP News, AFP đã kiểm tra và khẳng định việc này chưa từng xảy ra. Thư viện kỹ thuật số Internet Archive Wayback Machine cho thấy ngày 7 tháng 5 năm 2020, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên bố ra tranh cử, thì trang Facebook của ông đã ghi tên của ông là chính trị gia. Và danh xưng này vẫn giữ như vậy cho đến ngày 7 tháng 11 năm 2020, khi các hãng tin dự đoán Biden là tổng thống đắc cử. Và đến ngày 27 tháng 11 năm 2020, thì trang Facebook của ông Joe Biden vẫn ghi ông là chính trị gia, không có gì thay đổi. Và phát ngôn viên của Facebook trả lời USA Today rằng việc ghi danh xưng như thế nào là thuộc về người chịu trách nhiệm trang Facebook, chứ không phải là Facebook. Và chính tất cả quý vị, những ai đã có trang Facebook thì đều biết rằng muốn dùng slogan hay profile, công việc, danh xưng như thế nào là do chính mình là người chủ nhân của trang Facebook hoàn toàn có quyền muốn ghi thế nào cũng được. Facebook không phải là người đặt tên trang, chức danh, nghề nghiệp hay có thể can thiệp sửa đổi thêm bất gì trong profile của trang Facebook của quý vị. Và ngày 15 tháng 11 năm 2020 lại có một tin giả được loan ra với tựa đề Quốc hội Hoa Kỳ đã ra thông cáo chính thức rằng không có tổng thống đắc cử nào tính đến thời điểm này. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông Joe Biden đã sai khi xưng là tổng thống đắc cử. Nhưng mà thật ra thì chẳng có quốc hội Mỹ nào tuyên bố như thế cả. Không chỉ có ông Joe Biden mà cả Donald Trump cũng bị chơi khăm khi mà có tin rằng Facebook đã gỡ danh xưng tổng thống của ông Trump và thay bằng ứng cử viên chính trị. Dĩ nhiên tin này cũng thuộc loại tin vịt cồ, xe cán chó, chó đụng xe. Vậy mà mạng xã hội cũng loan tin này đi khắp nơi và có khá nhiều người tin theo. Còn đã đến Trump News có tựa đề Donald Trump khóc vì thất cử, thì có một Facebooker có tên là Lưu Trọng Văn đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng anh ta đã rơi nước mắt khi thấy tấm ảnh của ông Trump khóc vì thất cử. Nhưng kính thưa quý vị, một lần nữa giọt nước mắt của ông Trump lại chính là giọt nước mắt Photoshop. Cái bức ảnh gốc là được chụp bởi phóng viên ảnh AFP Nicholas Cam
đã chụp ngày 15 tháng 7 năm 2020, với chú thích rằng Tổng thống Donald Trump phát biểu với giới báo chí tại phòng bầu dục ở Tòa Bạch Ốc. Đó, bức ảnh chụp cận cảnh ông Trump đưa tay lên dụi mắt, và thế là người ta làm ra tấm ảnh này. Chỉ việc thêm một giọt nước mắt ngay khóe mắt và làm cho tròng mắt hơi bị đỏ hơn một chút là xong. Kính thưa quý vị, hiện nay có rất nhiều trang web của những công ty truyền thông lớn của Mỹ như USA Today, AP News, Washington Post, New York Times có một cái trang thật đặc biệt với những dẫn chứng, hình ảnh, chi tiết rất rõ ràng, giúp mọi người biết rõ đâu là sự thật, đâu là tin giả. Tôi sẽ viết comments với những cái link này để quý vị đến những trang web này để kiểm chứng tin thật giả. Và tin giả đang tạo ra hiện trường cuồng tin giả, có nghĩa là cuồng Trump News, một cách điên loạn. Người ta chia sẻ tin giả một cách vô tội vạ. Người ta đón chờ, mong đợi và thích thú với những Trump News, mang lại cho họ niềm vui và hy vọng từ đống tro tàn. Hãy để cho những nhóm người da vàng thượng đẳng, hải ngoại và quốc nội được sống bằng hy vọng thêm 46 ngày nữa thôi. Chỉ dừng đó thôi, no more. Xin trở lại với cô Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, sau đây là những cái tin tức mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị để tất cả mọi người chúng ta cùng nắm bắt rõ cái vấn đề mà xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở những cái tiểu bang, và cái kết quả này nó đưa đến cái việc là chính thức ông tổng thống nào, ông ứng cử viên nào đã thắng trong cái kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Thì ngày hôm qua tiểu bang California đã chứng nhận cái kết quả bầu cử và như vậy chính thức trao 55 phiếu đại cử tri đoàn cho ông Joe Biden, để từ cái con số này thì cái liên danh của Biden và Harris đã vượt qua cái số phiếu đại cử tri đoàn để được đắc cử cần thiết, đó là con số 270. Thì sau khi mà ông Biden được thêm 55 phiếu thì cho tới hiện nay với tất cả những cái tiểu bang mà đã chứng nhận cái kết quả thắng đó thưa quý vị, là ông Joe Biden đã được 279, vượt qua cái con mốc 270 phiếu cần thiết để chính thức là được đắc cử tổng thống. Thì quý vị chúng ta cũng đã thấy là cái vấn đề này dù rằng vẫn còn có những cái sự kiện cáo mà từ bên phía chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump, mặc dù cáo buộc gian lận nhưng mà ở trước tòa lại vẫn chưa được đưa ra bằng chứng. Thì cho với tất cả những cái tiểu bang mà đã chứng nhận rồi, quý vị thấy ông Joe Biden vẫn đã được 279 phiếu đại cử tri đoàn. Và như vậy thì thưa quý vị, ngày 14 tháng 12 sắp tới đây, là cái tuần tới đây, thì các đại cử tri đoàn cùng ở khắp những cái tiểu bang thưa quý vị, họ sẽ họp vào ngày 14 tháng 12 để chính thức bỏ phiếu bầu cử tổng thống của nước Mỹ. Đó là cái quy trình mà từ trước tới đây là một cái quy trình truyền thống. Thì hầu hết những tiểu bang đều có luật để mà ràng buộc đại cử tri của họ, thưa quý vị, phải bỏ phiếu cho cái người thắng số phiếu phổ thông ở tại tiểu bang của họ. Và cho đến nay đó thưa quý vị, không có một cái dấu hiệu nào cho thấy các đại cử tri này cam kết bỏ phiếu cho ông bên phía ông Joe Biden sẽ bất tuân, mặc dù mỗi một lần bầu cử tổng thống chúng ta thấy có con số rất là nhỏ, nhưng không có thể nào mà thay thế lật ngược được cái kết quả của số phiếu phổ thông mà họ đã chấp nhận chiến thắng, kẻ nào là người chiến thắng ở tiểu bang nào. Do đó thưa quý vị, sau đó kết quả bỏ phiếu của những đại cử tri đoàn này sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ và sẽ được thông qua vào ngày 6 tháng 1. Thì đó là cái điều mà hiện nay tất cả người dân Mỹ họ đang chờ đợi. Và cái kết quả, cái tiến trình này nó vẫn sẽ đi qua mà thôi. Và chắc chắn có một cái điều đó, thưa quý vị, với những cái sự việc mà mỗi ngày chúng ta cập nhật được những cái tin tức, thì khó không có thể nào mà lật ngược được cái kết quả cuộc bầu cử. Đó là những cái tin tức mà anh em của chúng tôi đưa đến để cho chúng ta cùng nhau nắm bắt cho nó rõ ràng. Đừng có để những cái tin tức giả nó làm cho chúng ta phải trở nên mù quáng và tạo ra một cái sự chia rẽ, chửi bới lẫn nhau. Cái điều đó nó không cần thiết thưa quý vị. Một điều chắc chắn
cái thực tế và trong những ngày sắp tới, cái kết quả nó sẽ cho chúng ta biết cái sự thật nó như thế nào. Thì trở lại với lại anh Việt Linh, thưa với lại anh Việt Linh. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, từ ngày thứ ba 1 tây tháng 12 năm 2020 thì truyền thông Hoa Kỳ đã bắt đầu ồn ào với những tin Donald Trump đang bàn bạc và cân nhắc cùng các cố vấn về việc chuẩn bị ân xá cho ba đứa con lớn nhất của ông, đó là Donald Trump Jr., Eric Trump và Ivanka Trump, cũng như Jared Kushner, chồng của Ivanka, cũng như luật sư riêng của Trump là Rudolph Giuliani, và những đặc vật đặc biệt đó là chính bản thân của Trump trước khi rời khỏi chức vụ tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1 sắp tới. Donald Trump chỉ còn 46 ngày trong một nhiệm kỳ tổng thống. Việc chuyển giao quyền lực đã bắt đầu đối với tổng thống đắc cử Joe Biden. Và từ sau ngày bầu cử 3 tây tháng 11 thì Trump đã ít xuất hiện trước công chúng, không màng đến công việc của tổng thống nữa, nhưng chỉ tập trung thúc đẩy cáo buộc gian lận bầu cử và toan tính chuyện xóa tội cho mình và những người thân trong giờ phút cuối. Điều này cho thấy rằng Trump đang rất lo ngại về các cuộc điều tra và truy tố hình sự của các công tố viên ở nhiều tiểu bang. Bộ Tư pháp dưới chính quyền mới chắc chắn sẽ tiến hành đối với cá nhân Trump và những người thân của Trump cũng như tay chân thân tín. Và về những người con của Donald Trump, thì hiện tại Donald Trump Jr. đã từng bị cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra về những liên hệ với những người Nga cung cấp thông tin gây tổn hại cho bà Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Còn người con rể Jared Kushner đã cung cấp thông tin sai cho chính quyền liên bang về các mối quan hệ với người nước ngoài để giữ được lý lịch an ninh tốt, ngõ hầu có thể làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Eric Trump thì chưa bị điều tra gì. Còn Ivanka Trump thì đang bị các công tố viên ở quận Manhattan, New York nhắm tới quanh việc Trump Organization khai xóa thuế với hàng triệu đô la tiền tư vấn trả cho Ivanka Trump. Dĩ nhiên, Trump là tổng thống và có quyền ân xá từ đây cho đến trưa ngày 20 tây tháng 1 năm 2021. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những nhân vật nào sẽ được Trump ân xá và có xứng đáng để được ân xá hay không? Những nhà lập quốc của nước Mỹ khi soạn thảo hiến pháp đã xem quyền ân xá là một cách để thể hiện lòng thương xót và phục vụ lợi ích công cộng. Lệnh ân xá đầu tiên do Tổng thống George Washington ban hành năm 1795 với hai người đàn ông bị kết tội tham gia vào cuộc nổi dậy có tên Whiskey để phản đối chính phủ áp thuế với rượu mạnh. Và sau nội chiến năm 1861-1865 giữa miền Bắc và miền Nam nước Mỹ, thì Tổng thống Andrew Johnson đã ban lệnh ân xá vô điều kiện cho những người lính đã phục vụ trong quân đội bị đánh bại của Liên minh miền Nam. Còn Tổng thống Jimmy Carter năm 1977 đã ân xá cho hơn 200.000 người trốn nghĩa vụ quân sự. Thưa quý vị, đúng ra thì không có gì lạ khi các vị tổng thống ban hành lệnh ân xá trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Ví dụ như vào tháng 12 năm 1992, Tổng thống George W. Bush đã ân xá cho 6 bị cáo là các quan chức cấp cao trong nhiệm kỳ thứ hai của Reagan đã bí mật tạo điều kiện bán vũ khí cho Iran trong vụ bê bối Iran-Contra. Và trong tuần cuối cùng, khi còn tại vị năm 2001, cựu tổng thống Bill Clinton đã ân xá cho nhà tài chính Mark Rich, người bị truy tố về tội trốn thuế và gian lận thuế. Nhưng tại sao vào thời điểm này thì Donald Trump lại được đặc biệt chú ý, bởi vì Trump sử dụng quyền lực ân xá này để phục vụ cho lợi ích của các đồng minh thân cận, những người quen biết và những người thân trong gia đình. Tính đến ngày 25 tháng 11, Jack Goldsmith, tác giả của một cuốn sách viết về Trump, đã đưa ra một chi tiết rằng trong số 42 lệnh ân xá hoặc giảm án mà Trump đã đưa ra trong nhiệm kỳ thì có đến 88% có mối liên hệ cá nhân hoặc chính trị với Donald Trump. Chưa có vị tổng thống nào lại lạm dụng quyền lực ân xá để phục vụ cho bản thân của mình nhiều như vậy.
Nhiều người còn tự hỏi rằng động lực nào khác có thể dẫn đến những lệnh ân xá này hay không? Hay chỉ muốn cản trở những cuộc điều tra trong tương lai? Ân xá sẽ xóa sạch án tích cho một người, và Trump có thể ân xá cho bất kỳ ai. Hiến pháp Mỹ đã quy định rằng tổng thống có quyền ban hành lệnh ân giảm, tức giữ nguyên bản án nhưng không thực hiện hành hình phạt, và lệnh ân xá với bất kỳ tội danh nào tại Mỹ. Tổng thống không cần sự chấp nhận của bất kỳ ai, cũng như không cần phải đưa ra lý do khi khoan hồng cho bất cứ người nào. Tuy nhiên, quyền ân xá của tổng thống Mỹ cũng không phải là tuyệt đối, vì nó chỉ được áp dụng cho tội phạm cấp liên bang. Lệnh này không có hiệu lực với tội phạm cấp tiểu bang. Và lệnh ân xá cũng có thể được ban hành với những người chưa bị truy tố. Thí dụ như ông tổng thống cựu tổng thống Gerald Ford trước đây đã ân xá cho cựu tổng thống Richard Nixon vì liên quan đến vụ bê bối Watergate năm 1972, mặc dù ông Nixon lúc đó chưa đối mặt với bất cứ quyết định truy tố nào. Và theo quy trình thông thường, những người muốn xin ân xá, họ gửi đơn đến văn phòng biện lý đặc trách ân xá thuộc Bộ Tư pháp để chờ đánh giá. Nhưng về mặt pháp lý thì tổng thống có quyền ra quyết định ân xá cho bất kỳ ai mà không cần ý kiến từ Bộ Tư pháp. Giờ nói đến việc Trump có ý định tự ân xá cho chính bản thân Trump, thì các chuyên gia pháp lý vẫn đang tranh cãi gay gắt. Bởi vì từ ngày lập quốc cho đến nay, chưa có vị tổng thống Mỹ nào đã từng làm điều này. Ngay từ năm 2018, Trump đã có lần viết trên Twitter rằng Trump có quyền tuyệt đối để làm như vậy, khi cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang làm về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 diễn ra. Trong quá khứ, thì lập trường chính thức của bên hành pháp đã xác nhận là Tổng thống không thể tự ân xá cho chính mình. Năm 1974, đã có một bản ghi nhớ của Văn phòng Cố vấn Pháp lý dưới thời Tổng thống Richard Nixon đã viết rằng việc tự ân xá sẽ vi phạm nguyên tắc nền tảng pháp lý của Hoa Kỳ. Đó là không ai được làm thẩm phán trong vụ án của chính mình. Tòa án tối cao thì chưa bao giờ đưa ra phán quyết gì về việc liệu Tổng thống có thể tự ân xá hay không. Và gần như chắc chắn sẽ có một cuộc chiến pháp lý sẽ nổ ra nếu Trump thật sự muốn làm như vậy. Tuy nhiên, điều chắc chắn là Trump có quyền ân xá cho thành viên gia đình của Trump. Bởi vì một thí dụ, cựu tổng thống Bill Clinton đã từng ân xá cho em trai cùng mẹ khác cha, Roger Clinton, người bị cáo buộc tàn trữ cocaine. Và năm 2017, một nghị sĩ đảng Dân Chủ đã đưa ra một dự luật buộc Tòa Bạch Ốc phải công bố danh sách những người được tổng thống ân xá, vì lo ngại Trump có thể sẽ âm thầm ân xá cho các phụ tá, đám nha trảo, nịnh thần và thành viên gia đình khi nhiều người vẫn chưa bị truy tố. Kính thưa quý vị, Hiến pháp Mỹ đã có quy định rằng trực tiếp hoặc gián tiếp trao đề nghị hoặc hứa hẹn bất cứ thứ gì có giá trị cho bất kỳ quan chức nào để gây ảnh hưởng đến công việc là hành vi phạm tội liên bang. Trump không thể nhận tiền của ai đó để rồi sẽ ban lệnh ân xá cho họ. Và hiện nay, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra nghi vấn về đường dây đổi tiền lấy ân xá trong Tòa Bạch Ốc có liên quan đến một luật sư của Jared Kushner. Các công tố viên liên bang ở Washington cho biết họ có bằng chứng về một âm mưu hối lộ, trong đó nghi phạm đã gợi ý về một khoản đóng góp chính trị lớn để đổi lấy lệnh ân xá hoặc giảm án từ Donald Trump. Chúng ta hãy cùng chờ xem vở kịch ân xá sẽ được nhà đạo diễn kiêm diễn viên chính Donald Trump sẽ hạ màn như thế nào. Xin trở lại với cô Lê Ngọc. Thưa vâng, trong lúc mà chúng ta biết rằng là cái quyền ân xá nó gây tranh cãi đó, thưa quý vị, thì chúng ta trở về lại cái kết quả của cuộc
bầu cử tổng thống năm 2020, thì quý vị cũng đã biết rằng là rất nhiều những vị dân biểu, những vị thượng nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa, họ cũng đã gọi cho ông Joe Biden để chúc mừng chiến thắng. Và ba cái tiểu bang còn lại mà chúng tôi cũng đã nhắc đến, thưa quý vị, mà còn đang chờ để được xác nhận cái kết quả chiến thắng thật sự, trong đó có Colorado, Hawaii và New Jersey, thì cho tới ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 12, thì chưa có xác nhận kết quả cuộc bầu cử. Thì hiện tại, một lần nữa, ông Joe Biden cũng đã chính thức được 279 phiếu đại cử tri đoàn. Và nếu kết quả của ba tiểu bang Hawaii, New Jersey, Colorado được chính thức nữa, thì ông Joe Biden sẽ là 306 phiếu đại cử tri đoàn cho cái chiến thắng của ông, trong khi mà ông Donald Trump chỉ có 232 phiếu. Và nhìn lại cái chiến dịch pháp lý của ông Donald Trump, chúng ta đã thấy là ông đã tiến hành là có tới khoảng 50 vụ kiện nhằm đảo ngược cái kết quả này ở những cái tiểu bang chiến trường mà ông Joe Biden chiến thắng, trong đó có Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Tuy nhiên, cũng cho tới ngày hôm nay, cái nỗ lực pháp lý của ông Donald Trump đã không có một cái sự thành công, đã có hơn 31 vụ kiện đã bị thua, đã bị bác bỏ ở những cái tòa án khác nhau. Đó là những cái tin tức mà Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị, để quý vị nắm bắt được rất rõ cho tới ngày hôm nay. Và chỉ cần 279 phiếu đại cử tri đoàn thì cái chiến thắng đã chính thức cho ông Joe Biden. Trở lại với lại anh Việt Linh. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, cuộc chiến pháp lý đang dần đi đến hồi kết của Donald Trump đã kéo theo sự thất vọng, buồn rầu và chán chường, làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống thực sự của nhóm người da vàng thượng đẳng hải ngoại và quốc nội. Buồn vì thua cá độ, khi họ đã tự quá tự tin cho rằng Trump sẽ đại thắng, sẽ có 4 năm nữa, hay buồn vì ma vương giáo chủ của mình thất cử. Tôi không quan tâm, tôi chỉ tội nghiệp cho những người thân của những nhóm người này mà thôi, nhất là những người trẻ, bạn bè, người thân của họ. Những người sùng bái Trump thì cứ thoải mái sùng bái đi, nhưng đừng vì quá cuồng mà trở nên mù thông tin, mù nhận thức, nhắm mắt bịt tai, rồi trở nên ngu ngơ, trí óc chậm phát triển với những người xung quanh. Họ cần phải hiểu rằng 36% những phiếu bầu của người Việt Nam trên đất Mỹ này không ăn thua gì, chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả bầu cử cả. Trump cũng chẳng hề muốn gặp mặt hay bắt tay cứ bất cứ một anh mít mặt vàng mặt rỗ nào. Đó, Trump không có thèm đâu. Thế thì tại sao quý vị lại gân cổ lên mà nói láo, chửi không biết mệt, chi cho nó hại sức khỏe tuổi già vậy? Sao lại muốn ủng hộ Trump đến giờ phút cuối cùng, dù biết chắc rằng là Trump thua thật sự? Các vị không có một chút sĩ diện nào sao? Không biết mắc cỡ xấu hổ hay sao? Những người Việt cuồng Trump đã thật tán tận lương tâm khi tung tin, loan truyền những tin láo, tin giả về gian lận bầu cử, những tin giả gây chia rẽ trong cộng đồng Việt Nam và cũng ảnh hưởng đến người Việt khắp nơi, chỉ để ủng hộ Trump là một tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Với tính tình của Trump, tham lam tận cùng, tàn nhẫn, ác độc, ích kỷ, điều này không có gì là ngạc nhiên khi những người yêu nước, quan tâm đến nước Mỹ đã từng phải lo sợ, và tất cả đều nhận thấy rằng phải đồng lòng lôi cổ tên tổng thống rối loạn nhân cách này ra khỏi tòa Bạch Ốc. Nếu mọi người muốn gìn giữ bản hiến pháp và nền dân chủ cho nước Mỹ, cho những người Mỹ chân chính yêu nước. Vậy tôi muốn hỏi rằng, những người da vàng thượng đẳng tại hải ngoại, các vị có phải là những người yêu nước Mỹ hay không? Nước Mỹ này có phải là quê hương thứ hai của các vị hay không? Đến giờ phút này mà các vị vẫn còn tin rằng coronavirus là không có thật, là do đảng Dân Chủ tạo ra để hại Donald Trump. Và tổng số người chết, 284.000 người chết vì COVID-19, cũng là con số giả luôn hay sao?
Hãy tỉnh táo lại đi. Đừng có khù khờ như mấy con cừu, để cho những tên Việt gian cuồng phong hàng ngày nó nhồi nhét vào đầu các vị những thứ cặn bã từ chúng và Donald Trump thải ra. Cứ nói đến cái nhóm da vàng thượng đẳng hải ngoại này là tôi đã không kèm được sự tức giận, muốn nói thẳng vào mặt những tên truyền thông người Việt cuồng Trump, đưa tin láo tin xạo để gây chia rẽ người Việt và cộng đồng. Chuyện không nói có, chuyện có nói không, với vẻ mặt mang đầy nét hận thù cay cú vì thua cá độ và thua cử của Trump. Quý vị cứ việc ủng hộ, ngưỡng mộ Donald Trump, nhưng đừng chụp mũ, đừng chửi bới những người tốt, những người biết sáng suốt, thông minh, tử tế. Đừng gửi những tin bôi nhọ nói xấu không đúng sự thật về ông Joe Biden, Barack Obama, bà Nancy Pelosi, về đảng Dân Chủ. Nhất là bây giờ nếu đang ở Mỹ, có thương nước Mỹ, thì xin đừng tạo và chuyển những thứ tin rác, tin bẩn, tin láo, dựng chuyện, vu khống để gây chia rẽ. Xin đừng gửi và tiếp tay loan truyền những tin không đúng sự thật về vị tổng thống đắc cử Joe Biden. Ông Joe Biden là một người có kinh nghiệm chính trị lâu năm, với cương vị là một thượng nghị sĩ do dân bầu lên, làm phó tổng thống 8 năm. Nổi tiếng là thanh liêm, đạo đức, tử tế, biết lắng nghe và thông cảm với người dân. Ông Joe Biden thông minh và đàng hoàng gấp ngàn gấp triệu lần Donald Trump. Chỉ tại vì những người da vàng thượng đẳng này, họ yêu Trump quá, hóa cuồng, hóa ngu, nên không thấy rõ, không nhìn ra được sự thật thôi. Để đánh giá con người tồi tệ như Donald Trump, thì nhiều người trong chúng ta trong thời gian qua chắc đã từng nghe đến câu nói rồi. Bạn hãy nói cho tôi biết đi, bạn đang ủng hộ ai? Donald Trump hay Joe Biden? Tôi có thể nói ngay bạn là hạng người như thế nào. Đang hầu chuyện với quý vị, tôi không thể đưa mắt nhìn qua sang cái trang Facebook hay là YouTube channel được. Nhưng mà tôi dư biết những người thuộc nhóm da vàng thượng đẳng hải ngoại và quốc nội đang sủa rân trời vì tức giận. Nhưng mà xin bớt giận, vì dù sao tôi cũng đang nói sự thật mà. Xin đừng làm những việc tán tận lương tâm, đừng bán rẻ linh hồn cho quỷ Satan. Hãy giữ lòng tự trọng. Nếu ở nước Mỹ thì xin đừng cố những chuyển những cái tin tuyên truyền để giúp Nga, giúp Tàu Cộng, để gây hại đến nước Mỹ. Nếu ở trong nước Việt Nam, hãy ngưng ngay cái việc tạo tin giả, lan truyền tin giả. Hãy lo tranh đấu với những bất công đàn áp trong nước. Như vậy mới thực tế. Cái thân của Trump sống nay chết mai, lao tù trước mắt, còn lo không xong, hơi đâu mà bay về châu Á để đánh Tàu giúp Việt Nam. Tỉnh táo lại đi. Xin đừng quên rằng có đội những chiếc nón màu đỏ MAGA cũng không thể nào biến được làn da ngăm của những người gốc Mễ, gốc Việt hay bất cứ sắc dân da màu nào để trở nên làn da trắng trong mắt những tên Mỹ da trắng thượng đẳng được. Làm to rồi các vị ạ. Nếu các vị vẫn còn mê muội và quá khích như vậy, nếu vẫn còn tiếp tục ủng hộ một chính sách kích động lòng hận thù và tinh thần kỳ thị bài ngoại kia, thì rủi ro chính các vị, người thân của các vị và con cháu của các vị sẽ trở thành những nạn nhân của chính sự kỳ thị và tấn công đó càng cao hơn. Cộng sản Việt Nam đang ăn mừng lớn, bởi vì nhờ chính các vị, những người đã từng xuống đường ngày nào để hô hào đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, từng đi biểu tình chống những tên đầu sỏ của Cộng sản Việt Nam khi chúng sang Mỹ, từng biểu tình đòi Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam trước các tòa đại sứ, lãnh sự của Trung Cộng. Các vị da vàng thượng đẳng này đã thay hình đổi dạng để thay mặt cho Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam, để làm không công cho chúng, để tấn công những người chống cộng, chống đàn áp nhân quyền. Nếu các vị sáng suốt, các vị phải hiểu thấu được ý đồ nham hiểm của Cộng sản Việt Nam. Chúng chỉ muốn cộng đồng Việt tại hải ngoại tan rã, nghi ngờ và chống đối lẫn nhau. Xin đừng có ngu muội mà nghĩ rằng Trump đánh Tàu giúp Việt Nam nữa. Càng đưa ra cái lý luận này
mà các vị ủng hộ Trump, vì Trump đánh Tàu Cộng giúp Việt Nam sẽ càng chứng tỏ là các vị u mê, không được tỉnh táo, hay không phải là người bình thường, mà thực sự là những người cổ trên. Hiện tại, Trump vẫn còn đang buôn bán, vẫn đang giao thương với Trung Quốc. Tháng 6 vừa rồi này, Tàu Cộng đã chuyển giao 6 tấn bàn ghế tủ cho các khách sạn của Trump. Hàng loạt các resort, hotels, casino, hàng may mặc của Trump và Ivanka vẫn đang hoạt động ở đại lục với hàng chục ngàn nhân viên là người Trung Quốc. Vậy thì chống Trung Quốc cái kiểu gì? Đánh Trung Quốc cái kiểu gì? Chiến tranh thương mại thì thất bại hoàn toàn. Giờ thì người Mỹ e cổ ra mà mua hàng hóa với giá cao hơn, xem như trả thuế thay cho Trung Cộng. Các vị vẫn chưa thấy hay sao? Các vị cuồng Trump phải nhận thấy rằng từ ngày Trump lên làm tổng thống, Cộng sản Việt Nam càng trở nên hung hăng hơn, chà đạp nhân quyền nhiều hơn trước. Bởi vì Trump chả bao giờ quan tâm đến nhân quyền. Ngay trong lòng nước Mỹ này mà Trump đã tỏ ra kỳ thị sắc tộc màu da, chỉ muốn thấy sự hiện diện của những người thuộc nhóm da trắng thượng đẳng mà thôi. Còn da vàng thượng đẳng, no way. Các vị không có cửa đâu. Các vị cuồng Trump phải biết rằng nhóm người chủ trương da trắng thượng đẳng ghét cay ghét đắng những nhóm người da vàng mũi tẹt, thành đạt, giàu có và có học vấn hơn mình. Gốc Hàn, gốc Việt, gốc Tàu, gốc Nhật, gốc Lào, gốc Phi, họ không care và cũng không thể nhận biết được sự khác biệt. Họ quơ hết một đống sắc dân da vàng mũi tẹt thành một cái đống lộn xộn, gọi chung là da vàng thượng đẳng. Mà các vị không biết hay sao? Chẳng lẽ các vị đang có suy nghĩ các vị thật sự là người thuộc nhóm da trắng thượng đẳng hay sao? Những người này họ không muốn thấy một nước Mỹ mở cửa cho những kẻ xa lạ, khác màu da ngôn ngữ đổ vào, phá hủy văn hóa, xã hội mà họ đã quen thuộc rồi. Những người Mỹ trắng và chủ trương da trắng thượng đẳng với đầu óc bài ngoại và thượng tôn sắc tộc, họ đã chất chứa những sự ấm ức, giận dữ trong lòng từ lâu. Làm ơn các vị ạ, đừng để đám con cháu của chúng ta bị khinh khi, bị xem thường, kỳ thị vì màu tóc, màu da của chúng, vì những sự ủng hộ sai lầm cái chủ nghĩa kỳ thị này của Trump ngày nay, của những người cuồng tín như các vị. Chủ thuyết MAGA của Trump và những người ủng hộ là một chủ nghĩa dân tộc cực đoan, là chính sách bảo hộ mậu dịch vị kỷ, là một chính sách đối nội lạm quyền. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn đưa nước Mỹ trở lại một nước Mỹ của người da trắng thượng đẳng như trước đây, là điều mà họ mong muốn. Những người trong nhóm da trắng thượng đẳng muốn thực hiện những hành động kỳ thị như những gì mà Trump đã từng làm với các khu chung cư cho mướn của mình từ lúc còn trẻ. Đó là không cho người da màu mướn nhà, bóp nghẹt, diêm đầu hay tống cổ hết bọn da màu ra khỏi đất nước này. Họ đã chán ngấy với một nước Mỹ luôn bao dung, hào hiệp, luôn vươn tay giúp đỡ kẻ khác. Họ không còn muốn như vậy nữa. Một điều khá rõ nét và may mắn cho cộng đồng Việt tại Mỹ, kính thưa quý vị, vẫn còn 61% người có nhận thức đúng đắn, biết nghĩ đến tương lai của đất nước này và thế hệ con cháu. Họ đã thấy đất nước này tan nát và chia rẽ như thế nào trong 4 năm qua. Họ đã thấy những chính sách tồi tệ của Trump đã cô lập nước Mỹ trước thế giới như thế nào. Vì đã nhìn ra bản chất thực sự của tên ma vương này, nên họ đã bỏ phiếu bầu cho ông Joe Biden. Chỉ còn sót lại có 36% những con người bị bại não, mất nhận thức, những con nghiện hàng ngày chỉ chờ được chích thuốc Trump News để sống qua ngày. Giờ đây trong tình thế hiện tại này, kính thưa quý vị, những người cuồng Trump với một niềm tin quái đản, họ chỉ còn có 2 lựa chọn duy nhất để kết thúc cái vở tuồng dài 4 năm đang đi đến hồi kết thúc. Đó là gì? Thứ nhất, lựa chọn duy nhất, thứ nhất là nhảy cắm đầu xuống cái hố phân do Trump tự đào, rồi ngụp lặn vào trong đó với cái tên ma vương này cho trọn đạo tôi thần. Và những người Mỹ chân chính và toàn thế giới này
sẽ cùng nhau san lấp cái hố phân bẩn thỉu này trong ngày 24 tháng 1 năm 2021. Lựa chọn thứ hai là những người cùng Trump hãy ném những cái nón đỏ MAGA, cờ xí, kèn trống, bàn thờ, đèn cầy, hình ảnh Trump xuống cái hố phân này cùng với Trump. Và mạnh dạn đứng lên, đi về nhà, nơi đó các vị còn có ông bà, cha mẹ, anh em, con cháu, những người thân của các vị đang chờ. Về đó đi mà sống như những người bình thường và có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Giờ đây, mọi người đều nhận thấy một sự thật không thể tranh cãi nữa. Đó là Donald Trump đã thật sự thua. Hãy can đảm nhìn nhận sự thật và chấp nhận nó. Xin trở lại với cô Lê Ngọc. Đó là những cái bản tin mà anh Việt Linh vừa mới gửi đến cho quý vị, và tạm biệt với lại quý vị khán thính giả với lại anh Việt Linh. Không biết là anh xin Việt Linh chào. Dạ thưa vâng. Dạ thưa vâng. Và khi mà anh Việt Linh tạm biệt với lại quý vị thì Lệ Ngọc cũng xin thưa với quý vị, sau vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của đài NVR, thì trong ngày cuối tuần hôm nay, ngày thứ bảy, thưa quý vị, Lệ Ngọc và chị Liên Bích từ Dallas, Texas sẽ trở lại trên làn sóng của NVR Channel để mà có thể gửi đến cho quý vị những cái khám phá liên quan đến đời sống rồi khoa học cho nó nhẹ nhàng trong những ngày cuối tuần. Và bên cạnh đó thì Lê Ngọc thấy là chị Liên Bích sẽ có những cái tin tức mà chị ghi nhận được, mà nhất là trong lúc mà chúng ta đang sống với lại cái đại dịch COVID-19. Tất cả những cái sự kiện này chị Liên Bích và Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị sau vài giây phút quảng cáo của các cơ sở đã ủng hộ cho channel NVR.